Cảm ơn bác Nguyễn Loan. Ở Việt Nam bây giờ nhé, thưa với quý cô bác anh chị em ở đây, nó tồn tại có ba cái vấn đề như thế này. Chào anh Hoan. Cái thứ nhất là dân chủ cuội, cái thứ hai là tệ nạn xã hội về ma túy, cái thứ ba là lũ lụt, là thiên tai bão lũ. Ba cái vấn đề này thì chính thức người chịu trách nhiệm giải quyết chịu đựng Chào Việt Nam nhé. là do Đảng và Nhà nước và các cấp có thẩm quyền, ví dụ như công an, cảnh sát hoặc là những cái người mà có quyền trong này, họ là người phải gánh chịu, là người phải giải quyết những cái vấn đề này. Thì bây giờ cái vấn đề thứ nhất là dân chủ cuội. Dân chủ cuội là một cái thứ máy biết nói mà không biết nghe và không biết nghĩ, biết nói biết ăn và biết lợi dụng lòng tốt của Đảng và Nhà nước, của chính quyền. Còn thực ra nếu như họ biết thì họ đã không làm như vậy. Cho nên cái thành phần dân chủ cuội nên là bà con ở trong nước chúng ta thấy là chúng ta tẩy chay, không chơi, không lại gần. Đó. Còn nếu ai cảm hóa được những người đó thì có tự tin cảm hóa được thì hãy lại gần, còn không tốt nhất tẩy chay những cái thành phần dân chủ cuội, là theo như Hiếu Ngọc nghĩ là như vậy. Và cái thứ hai là tệ nạn nghiện ma túy, tức là những cái chất gây nghiện đó, thì đề nghị bà con ở trong nước chúng ta là xây dựng đất nước giàu đẹp được hay không cũng còn phụ thuộc vào một số cái thành phần như vậy nữa. Thì nhiều khi chúng ngáo đá ra nó xảy ra những cái chuyện rất là không hay. Đó là cái tệ nạn thứ hai, và cái đó là mình thì lại không trực tiếp mà giải quyết được đâu, mà cái đó hoàn toàn là cơ quan chức năng người ta phải đối đầu, phải đối mặt với chúng. Cái tệ nạn thứ ba nữa là thiên tai lũ lụt. Cái này thì bà con chúng ta cũng không trực tiếp giúp đỡ được những người bị thiên tai lũ lụt. Đó, cho nên là tất cả những cái đó đều nhờ vào Đảng và Nhà nước và các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, người ta có cái thẩm quyền và người ta có cái sự giải quyết rất là linh hoạt, biết bao nhiêu năm nay rồi. Cho nên đất nước chúng ta nó mới phát triển được đến ngày hôm nay. Bởi vì vậy chúng ta cần phải tôn trọng và bảo vệ cái thể chế này, không cho phép bất cứ một cái thành phần nào họ vào đây, họ muốn lật đổ, họ muốn chống phá, có là chúng ta cần phải báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất. Còn nếu chúng ta xử lý được trước khi báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất thì bà con cứ làm, chứ không có việc gì phải sợ chúng nữa. Ngày xưa cha ông chúng ta đi đánh giặc, thật sự ra nhiều khi á có những cái mà ngày hôm nay Hiếu Ngọc nói chưa chắc mọi người đã tin, có những cái vũ khí bằng miệng còn nặng hơn là vũ khí hạng nặng đó. Cho nên á bây giờ chúng ta vũ khí bằng miệng chúng ta có, mà chúng ta có thời gian, chúng ta có sự tự do và chúng ta có tư duy, chúng ta có ăn có học, chúng ta thừa sức đánh lại chúng. Chứ ngày xưa thời của ông cha chúng ta đi đánh giặc mà có những cái chiến trường phải đánh giặc bằng miệng đấy. Có những cái sự tích mà để mà kể ra ở đây thì không tiện, nhưng mà thật sự với quý cô bác anh chị em là có những cái sự tích mà Hiếu Ngọc được biết ấy, là nó đã làm lên rất nhiều chuyện. Chị làm bên ban tuyên giáo hả? Theo như em thì chị được hãnh diện như vậy hay sao? Chị học mới có lớp 9 làm sao mà làm bên ban tuyên giáo được hài hài đỗ? Đấy, bây giờ chị này, đấy như bạn nó hỏi là làm ban tuyên giáo hay sao, đấy một người dân bình thường như chị em mình mà đã làm chúng nó loạn hết cả đầu óc rồi, đúng không ạ? Chúng ta cần đâu phải là những cái lòng tốt mà người ta gọi là chính quy. Bây giờ chị rồi chị bây giờ chị trả lời cho Hải Hải Đỗ một câu này. Thứ nhất, Đảng không bao giờ lên đây nói, vì Đảng và Nhà nước cho chúng ta được tự do ngôn luận, tự do làm, nói chung là chúng ta tự do quá trớn, cho nên là phải có những cái thành phần như bọn chị vào đây để mà thứ nhất là khóa miệng các em lại, khóa miệng những cái người mà chống phá đất nước của chị đó. Chứ còn nếu mà ban tuyên giáo thì họ nói thì con kiến trong lỗ chui ra, chứ không phải như là chị em mình đâu. Chị em mình ở đây không là cái gì hết á, chị em mình chỉ là dân bình thường thôi, không là cái gì.
Ngày xưa Pháp dùng thuốc phiện để hủy hoại nòi giống Việt Nam, ngày nay lũ chống cộng hải ngoại dùng tiền để nuôi bọn nghiện là nhằm phá hoại đất nước. Đúng rồi, chính xác đấy. Cho nên á là ba cái Đó, đề đúng đó đúng là Hiếu Ngọc nghĩ là chúng ta là những người dân yêu nước thì chúng ta nên chia sẻ những cái clip của anh chị Chào em bạn. để cho mọi người truyền tải đến rất nhiều người dân khác. Cứ được người nào hay người đó, người ta sẽ có biện pháp. Thứ nhất là trong gia đình thì ví dụ như là Trần Toản có thể truyền tải, có thể bảo vệ được đến con của Trần Toản. Nên rất mong mọi người chia sẻ. Còn ở đây nhá, những cái thành phần dân chủ cuội thì chúng nhân rộng rất là dễ, tại vì chúng có vũ khí bằng tiền. Chúng chỉ cần hôm nay chị mời Trần Toản đi ăn một bữa, ngày mai Trần Toản sẽ có cảm tình với chị ngay. Khi chị nói cái gì, có khi Trần Toản sẽ cảm thấy nể chị một chút và bắt đầu Vì ngay ngay ăn rồi, ăn vào mồm rồi. ăn vào mồm rồi. Thì mỗi ngày á là mình bị một chút và lâu dần là chúng ta bị theo Rồi nó. thì có Chúng ta cần thiết phải tẩy chay những cái thành phần dân chủ cuội bất cứ trong trường hợp nào, và chúng ta phải theo dõi chúng xem chúng đã có những cái hành động hay là có những cái gì đó thì báo ngay cho cơ quan gần nhất, chứ còn không cần gì mà phải Dạ, khi đến năm nay nghỉ. thế này thì khác với chúng nha. Tiền bây giờ, ngày xưa ấy, thật sự ngày xưa thì cần làm được cái nhà đúng không em? Còn bây giờ Vâng. có một cái nhà là muốn có 10 cái nhà. Ăn á, thì bây giờ là chúng ta ăn ngon quá đi, còn không dám ăn. Thật sự ngay như bản thân chị ăn không dám ăn, ăn sợ béo. Thế mà uống á, thì cũng phải lựa cái gì để mà uống. Đó lại còn phải làm thế nào mà nó nước nó trong sạch thì mới dám uống, chứ không phải như ngày xưa cái thời chiến tranh á, là các bác đi bộ đội á gặp cái vũng nước nha. Bây giờ để mà nó xảy ra cái chất độc màu da cam là nguyên nhân như thế này này bà con. Cái thời điểm mà chiến tranh á là các bác đi bộ, các bác bộ đội của chúng ta là đi bộ hành quân trong rừng. Và mỗi một cái hũng nước nào đó nó nhỏ nhỏ thôi mà nước trong á, mà lúc đó là các bác không có nước uống là cái bình tông nó bị hết nước á, là các bác hút tay ở chính cái hũng đó lên uống. Có ngờ đâu rằng cái hũng nước đó là đã bị những cái chất độc màu da cam do Mỹ nó thải xuống đó. Để đến bây giờ trong đất nước Việt Nam chúng ta còn dư lại cái dư tích chiến tranh là những cái đứa trẻ nó bị người không ra người, mà thiệt sự nó không có, nó đau lắm. Khi mình nhìn vào những cái hình ảnh đấy là mình nhìn thấy cái hình ảnh chiến tranh nó rất là đau. Hy vọng là nhà nước chúng ta thường xuyên chiếu lại những cái cảnh đó để nhắc nhớ lại lịch sử cho bà con. Chứ còn thực sự khi mình nhìn những cái hình ảnh mà các em bé bị chất độc màu da cam vì cái thời điểm đó, thì chúng ta ngày hôm nay á, chúng ta ngồi uống miếng nước, chúng ta không phải làm sao mình lọc cho nước trong sạch mới uống. Nhưng ngày xưa có cơ hội để lọc hay không? Mọi người hãy nhớ đến những cái công lao to lớn của, và cái sự hy sinh mất mát đau đớn đó để mà bảo vệ cái đất nước quê hương của mình. Không phải là chúng ta phải cầm cầm súng chiến đấu đâu. Hôm nay chúng ta chiến đấu bằng miệng này. Đi đâu làm gì chúng ta cũng chiến đấu được hết á. Nên mong, rất mong mọi người cố gắng. Mọi người cố gắng cùng anh chị em trên cộng đồng mạng. Tại vì chúng đang tuyên truyền ở trên mạng thì chúng ta cũng đấu lại bằng miệng của chúng ta ở trên mạng. Bởi vậy nên nên là khi mà chúng ta không lên á, là chỉ có một mặt của những cái thành phần dân chủ cuội mới ba que xỏ lá ở hàng ngoại, Đúng nó rồi, nói về đúng là rồi. người dân người ta bị loạn thông tin đó. Rồi Thì đấy, em cũng là mong phải phải chị lái cũng xe. là đây là với cả nhà này, em mong những cái thằng nào ấy mà nó lên diễn đàn ấy, đúng không, những cái đứa lên diễn đàn mà đang dạy về cách làm vũ khí là mình phải đưa cái thông tin của cái bọn đấy thật nhiều đấy, thật mạnh ấy, đúng không, để cho an ninh và tất cả người dân đều biết là đấy cái bọn đấy là nó như thế nào. Ở đây á, dạ vâng, chào anh Ti Tong. Ở đây á, người dân chúng ta là cái nhận thức còn rất là kém, tại vì bây giờ họ sống trong cái cuộc sống thanh nhàn, họ không chứng kiến đến những cái sự đau thương mất mát của chiến tranh. Khi mà chiến tranh xảy ra thì những cái đau thương mất mát đó, những ai có người thân thì họ mới hiểu được, còn nếu không họ chưa chắc họ đã hiểu. Rồi từ đó là họ cứ nghe cái bọn dân chủ cuội nó xúi. Dạ vâng, em chào anh Ti Tong. Nó xúi giục rồi là bắt đầu là họ cứ đi theo những cái con đường sai, và đến lúc họ bị bắt, họ bị bước vào pháp luật, họ mới hiểu ra họ làm sai, lúc đó thì họ đã muộn rồi. Cho nên bà con chúng ta tích cực. Ngay như ngày hôm nay em Trần Toản trước đây chưa chắc đã có
cái ý định là lên lên diễn đàn đúng không? Xin mời cái này em Đúng chia sẻ rồi. với bà con. Đúng là thật sự là lúc trước ấy, thì em cũng không có một ý định nào mà để lên mở diễn đàn hay là cất lên tiếng nói như này và đưa cái bộ mặt xấu lên như này, nhưng thật sự là đi vào cái những cái diễn đàn của bọn mà dân chủ quậy đấy, cái bọn mà chống phá đất nước mình, thì em cảm thấy là thôi thì mình cũng có một cái chút gì đó để góp phần vào cùng với lại các anh chị em trong nước mình yêu nước chân chính, để cùng mở diễn đàn để cho bà con cô bác ở bên hải ngoại và trong nước, những người mà vẫn chưa được hiểu biết về đất nước Việt Nam mình thì là cũng được hiểu biết thêm đấy chị ạ. Nói chị nói đi. Thì nói chung á là ai cũng bất cứ ai cũng có thể lên đây được, chúng ta cứ càng lên nhiều càng tốt, tại thật sự ra ở Việt Nam là chúng ta cái thời gian để chúng ta làm việc để kiếm tiền để ổn định cuộc sống nó cũng còn có dư thời gian hơn so với nước ngoài. Nước ngoài á là những người thực sự họ đi làm á là họ không có thời gian để mà lên mạng đâu, nhưng mà những cái người mà ở nhà được trả tiền đó là nó lên tối ngày đấy, cho nên là chúng ta cần phải những ai ở đây lên được cứ lên, mọi người chỉ cần bấm ok video trực tiếp Đó. muốn nói những lên những cái chính kiến của mình để bảo vệ đất nước thì mắc mớ gì mình không nói. Mình ngồi mình giống như là mình nghỉ, trong cái thời gian mình nghỉ ngơi mình có thể mình lên đây để mình chia sẻ những cái kiến thức mình hiểu biết được, mình chia sẻ những cái gì mà nó là sự thật trong cái đất nước này để bà con trong nước hay như nước ngoài người ta sẽ hiểu. Chúng ta phải cùng lòng với Đảng và Nhà nước thì mới xây dựng đất nước, thì không có thế lực nào mà họ tới đây họ phá hoại được cái đất nước của chúng ta. Hy vọng mọi người cố gắng. Có ai muốn lên không để Hữu Ngọc xuống nào? Dạ vâng ạ, có ai nên chia sẻ đúng không ạ? Đi Rồi nào. em lại nói này chị Ngọc Hiếu này. Đấy rồi, bây giờ nhá, chúng nó bảo là đất nước mình không bình yên, đang bán cho dùng cầu, đúng không? Mà đi ra ngoài đường trộm cắp với lại cái lọ. Như chúng nó biết là bây đang được sống bình yên này, người dân mình bây giờ quá tuyệt vời, còn quá tự do, quá dân chủ. Đúng không ạ? Cũng là nhờ ở đâu? Nhờ vào Đảng và chính phủ và tặng những cái anh công an ngày đêm canh giữ bình yên cho đất nước tổ quốc mình, đúng không ạ? Đấy là em đang nói về cái an ninh trật tự của những người dân xung quanh mình, thế nhưng mà chúng nó có biết được đâu, còn ở nước nào mà chẳng có trộm cắp, đúng không ạ? Thế là chúng nó cũng quay lên bắt đầu kêu gào ở đây, ở cái nước này đây toàn cái trộm cắp đấy, không văn văn được làm nhiều khó. Chủ đề rồi rồi, nhưng mà nhỡ người khác muốn lên thì sao? Người khác muốn lên thì chị cứ nói nhiều quá người khác lại không muốn nghe, nghe nhiều nó nhàm đúng không? Có mọi người có ai Hiếu Ngọc nha, đây là cái việc mà Hiếu Ngọc đang làm, tức là Hiếu Ngọc buôn bán quần áo trẻ em. Thì trước đây khi mới bước vào nghề là Hiếu Ngọc luôn luôn là lấy hàng Quảng Châu, Trung Quốc. Cái thời điểm đó thì Hiếu Ngọc còn mới bước vào nghề thì cứ thấy hàng đẹp là lấy thôi, không có để ý gì đến những cái thương hiệu hay là để ý đến, chỉ cần nhìn chất vải thấy đẹp đẹp là Hiếu Ngọc lấy về bán. Đến khi mà thời gian mà Hiếu Ngọc theo dõi ở trên cộng đồng mạng và bước vào chống phản động, thì Hiếu Ngọc thấy tại sao hàng Việt Nam rất là đẹp, rất là tốt, mà mặc thì mát, thoáng và yên tâm. Cái thứ hai nữa là chất vải của hàng Việt Nam nó lại không có bị pha trộn nhiều và mình kiểm chứng được. Đó. Vì đặc biệt đó là ở Việt Nam nếu như những cái hàng Việt Nam xuất khẩu thì đảm bảo là nó rất là tốt. Dạ vâng anh Chu Phan, chờ em chia sẻ 5 phút thôi. Thì nó rất là tốt, tại sao mình không giới thiệu cho bà con? Thì Hiếu Ngọc đã làm là trước đây Hiếu Ngọc bán là 60% là hàng Quảng Châu, nhưng bây giờ chỉ còn 20% thôi, tại vì có một số người người ta thích, cho nên á đây cũng là một việc làm Hiếu Ngọc thể hiện ngay trong trong công việc của mình đó, cho nên là hy vọng bà con chúng ta cũng vậy. Rồi em mời anh Chu Phan đi, chị thoát ra tại vì anh Chu Phan vừa nói muốn nói gì đó Dạ, rồi, vâng, chào xong mà cứ anh đấy, chị nào mà lên thì lên với em, không thì chị lại lên với em nhé. Chị có xuống được không? Anh bê chị xuống.